là nó nằm phía trên CT thì có thể lúc giai đoạn đầu các em chụp này là chưa thấy đâu, tại nó những nhánh nhỏ nhánh xuyên ở trong não, do đó cái phần CT mình khi mình chụp lên thì nó sẽ không có biểu hiện, mặc dù người ta có biểu hiện trên lâm sàng, và dựa vào những cái tiêu chuẩn, những cái quy định thì mình có thể chẩn đoán đây là một trường hợp nhồi máu não do bệnh lý mạch máu nhỏ hay còn gọi là nhồi máu não đột huyết. Cái nguyên nhân quan trọng hơn đó là nguyên nhân tắc mạch từ tim. Ở đây là có gì, bệnh nhân bị rối loạn về nhịp tim, nhất là những trường hợp ru nhĩ hay là buồng nhĩ, thì những cái mảng, những cái cục máu đông ở trong buồng tim, ở phần buồng nhĩ, nó sẽ chạy đến lòng mạch cảnh hay chạy về buồng não, và lúc đó nó sẽ gây tắc mạch, lắc mạch từ phần xa. Và nhất là những trường hợp mà ru nhĩ thì những cục máu đông nó gây những cái ổ nhồi máu rất là lớn. Ngoài ra thì có những cái bệnh khác nữa cũng nguyên nhân từ tim, chẳng hạn như là bệnh về van tim, bệnh về tim bẩm sinh, u nhầy, thì nó cũng gây những cái cục máu đông, những cái gây những cái cục máu đông làm cho thiếu máu nuôi ở phần não mình bởi nguyên nhân lắc mạch. Và nguyên nhân mà bất cập hơn đó là cái viêm, bản thân cái động mạch đó nó bị viêm hay là bất thường về đông máu, cái này thường bất cập hơn trong cái phần mà nhồi máu não. Nếu mà có rối loạn đông máu thì thường mình gặp trong là xuất huyết não nhiều hơn ha. Rồi riêng về trường hợp mà chảy máu não hay còn gọi là xuất huyết não thì nguyên nhân của nó là cũng do những cái triệu chứng trên, chẳng hạn như là bệnh lý về mạch máu nhỏ thì đó là tăng huyết áp. Ở đây có một vài trường hợp là các bạn sinh viên cũng có qua khám hệ thống sức khỏe đó, một vài bạn huyết áp rất là cao, 150, 160 nhưng mà hoàn toàn bình thường. Những trường hợp này rất là nguy hiểm, tại vì các bạn không có triệu chứng thì rất là dễ xảy ra đột quỵ, và đây là xuất huyết não nha. Nó không có triệu chứng tại vì cái cơ địa thích nghi hay là sao, cái cơ địa cũng như là cảm giác cái mức độ đó thì hoàn toàn là thích nghi, không có triệu chứng đau đầu. Cái thứ hai đó là chủ quan, nghe đau đầu rồi bỏ qua không khám, thậm chí khám sức khỏe xong rồi tư vấn phải đi đặt thuốc uống mà vẫn không đi, sức khỏe em bình thường. Về bệnh mạch máu lớn ở đây gây xuất huyết não thường là những cái ổ nhồi máu trong cái mạch máu não của mình, nó gây chuyển dạng, nó gây xuất huyết. Nếu như mà nhồi máu não do từ tim thì cái ổ nhồi máu của mình nó rất là lớn, và chính vì những cái ổ nhồi máu lớn này nó sẽ dễ gây ra tình trạng là xuất huyết từ trong những cái ổ nhồi máu. Và nguyên nhân thứ hai của bệnh mạch máu mà gây nên xuất huyết đó là tình trạng dị dạng, vỡ những cái dị dạng hay là những cái bệnh mạch. Và những cái bệnh lý về đông máu hay là những người mà đang dùng thuốc kháng đông, bệnh lý đông máu ở đây là bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu thì cái khả năng mà xuất huyết não là có, và rối loạn đông máu cũng gây nên tình trạng xuất huyết não. Một cái bệnh lý nữa đó là chảy máu khoang tuyến nhợn. Xuất huyết khoang tuyến nhợn nó cũng là một tình trạng của xuất huyết não, nhưng mà nó đã chia một cái nhánh riêng. Nguyên nhân ở đây là do vỡ tuyến phình hay là vỡ những cái dị dạng trong mạch máu não. Về lâm sàng hiện nay thì người ta phân ra hai loại chính. Tai biến mạch máu não là đột quỵ. Đột quỵ là cái từ chung, và người ta nói rằng đột quỵ thiếu máu não cấp. Và trường hợp thứ hai đó là đột quỵ xuất huyết. Trên hình ảnh này thì mình thấy là hai cái cơ chế nha. Cái cơ chế thứ nhất là nhồi máu não do tắc nghẽn. Cái hình đầu tiên ở phía trên, hình đầu tiên bên tay bên trái, mình nhìn thấy phía bên nhìn tay bên trái và nhìn ở phía trên, đó là cái hình ảnh đột quỵ nhồi máu não là do cái cục máu đông nha. Cái cục máu đông nó gây nó lớn lên trong một mạch và nó gây chèn, nó tắc mạch. Còn một trường hợp thứ hai là do vỡ mạch máu mình căng to lên rồi mở ra, thì người ta gọi đây là hai trường hợp của đột quỵ, đó là nhồi máu não và xuất huyết não, ischemic stroke và cái hemorrhagic stroke. Hôm qua thì bác Ben có nói sơ sơ về cái phần triệu chứng học, thì có nói về cái triệu chứng lâm sàng của cái đột quỵ. Các bạn nào còn nhớ khi nói đến đột quỵ là phải sao, diễn tiến như thế nào? Hôm qua có nói rồi, bệnh cảnh của một đột quỵ là thứ nhất là đột ngột, nó khởi phát đột ngột, bệnh nhân đang làm gì đó nha,
huyết áp tăng cao, hoặc là đang ngồi ăn cơm cũng có cầm chén cơm lên là rớt chén cơm, thường thường nó là khởi phát đột ngột. Nếu nó có khởi phát là cơn sóng nếu có não đi nữa thì cũng kéo dài khoảng 60 phút, trong vòng 60 phút đó là nó tiến triển thoái lui thì mình nói nó là cơn quá, và nếu như sau 60 phút không hồi phục thì đây là trường hợp đột quỵ. Chính vì vậy người ta nói đột quỵ thứ nhất là đột ngột, cái thứ hai nữa là tiến triển nhanh với các thiếu hụt về thần kinh, trong đó bao gồm là liệt nửa người, hôn mê, rối loạn về vận động và rối loạn về cảm giác, rối loạn về ngôn ngữ. Rối loạn về ngôn ngữ ở đây mình có hai hình thức, đó là rối loạn về ngôn ngữ Rosca và ngôn ngữ về Mick. Và các triệu chứng này thường thường là nó không thoái lui, nó có thể tiến triển nặng lên tử vong. Và các bạn nên nhớ rằng sau khi mà bệnh nhân đến với mình chẩn đoán là một cơn thoáng thiếu máu não trong thời gian là 60 phút, bệnh nhân đến với mình trong thời gian trong vòng 60 phút trở lại để khởi phát triệu chứng, thì mình ở đây mình cũng cần phân biệt với migraine. Migraine nó cũng có yếu nửa người, có choáng, và cái thứ hai nó là cơn động kinh phục bộ. Trong trường hợp cơn động kinh phục bộ thì sao cơn nó vẫn có liệt tóc, nó làm cho yếu nửa người, liệt nửa người, nhưng mà nó cũng hồi phục lại. Nó cũng giống như trường hợp của cơn thoáng thiếu máu não, nhưng mà về động kinh thì mình có những yếu tố khởi phát riêng, hoặc là có tiền căn gia đình như thế nào đó để mình chẩn đoán phân biệt. Và này bài động kinh thì thứ tư tuần sau bác sĩ sẽ dạy. Về lâm sàng thì ở phần tiền sử, về bệnh sử, về khai thác bệnh sử thì chúng ta cần phải khảo sát trên những lời khai khách quan của bệnh nhân, chủ yếu là những lời khai khách quan của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân tỉnh táo, còn nếu như không tỉnh táo thì mình phải khai thác từ người nhà ha. Và cần các chú ý đến các triệu chứng như là bệnh nhân than phiền về tê tay chân, hay là nói khó, hoặc là yếu nửa người, và cái tính chất là khởi phát có đột ngột hay không, những triệu chứng này có thoái lui hay không, hay là càng ngày càng nặng lên ha. Khai thác đi, khai thác lại, coi triệu chứng nào mới xuất hiện hay là diễn tiến như thế nào. Đối với một trường hợp đột quỵ, các triệu chứng thường gặp của mình đó là đau đầu. Đau đầu, đột ngột, mãnh liệt vào những giờ đầu thì người ta nghĩ đến xuất huyết não nhiều hơn. Nhồi máu não hiếm khi đau đầu dữ dội, nó chỉ đau đầu ở mức nhẹ hoặc những triệu chứng là choáng, chóng mặt. Hiếm khi đau đầu dữ dội như trong xuất huyết. Còn nếu như xảy ra trường hợp mà chóng mặt nhiều, không thể chủ động, không thể mở mắt thì thường thường đó là vấn đề của từ lần sau. Ở đây nó là vùng tiểu não. Tiểu não thì có liên quan đến vận động. Và triệu chứng thường gặp tiếp theo đó là những cái rối loạn về thị giác, là nhìn đôi hoặc là bán manh, hay là mất thị trường một bên, hoặc là bán manh đồng danh. Bán manh đồng danh hôm qua Bác Vi có nói rồi, nhớ không? Bán manh đồng danh là sao? Cái này gần đầu. Bán manh đồng danh là mình chỉ thấy được thị trường một bên thôi ha. Còn rối loạn về ngôn ngữ ở đây là rối loạn về ngôn ngữ vận động, Rosca ha. Hiểu được nhưng mà không nói được gì hết, Rosca. Còn rối loạn về ngôn ngữ giác quan. Cái phần Rosca là nói mà không hiểu, còn ngược lại là quẹt nít là hiểu nhưng mà nói không có được. Còn về rối loạn cảm giác thường thường là tê hoặc là liệt nửa người. Đây cũng là một triệu chứng mà mình dễ dàng phân biệt trong các bệnh động kinh. Chẳng hạn như động kinh cũng là liệt tóc sau cơn, nhưng mà khi mà động kinh thì mình khám cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau cơn động kinh thì bệnh nhân sẽ tỉnh sau cơn nha. Nhưng mà lúc đó cũng liệt, nhưng mà khi mình khám bệnh nhân thì bệnh nhân rất là đau, người ta kêu bằng tăng cảm đau. Cái triệu chứng tiếp theo của đột quỵ nữa là yếu và liệt nửa người. Đây là cái triệu chứng mà mình thường gặp nhất. Yếu, liệt nửa người. Nếu mà liệt hoàn toàn thì người ta định khô, thường thường là ở vùng, ở bao trong,
còn liệt không đồng đều, tai nạn thân chân hoặc là những vùng cảnh vùng vận động trên cơ thể thì ở vùng vỏ não. Cái này đi sâu về chuyên khoa hậu thần kinh thì nó có sẽ có những cái vùng phân vùng trên vỏ não, định khu vỏ não chức năng. Lúc đó là mình sẽ đi sâu hơn, mình biết từng vùng trên vỏ não nó sẽ có những vùng nào trên cơ thể của mình. Cái này bác tiên chỉ nên những triệu chứng sơ cho các em biết để sau này mình tiếp xúc với một trường hợp rồi trước mình cũng phải khai thác được cái gì. Còn đi sâu hơn nữa thì mình sẽ học những cái lớp sau hơn. Ở vùng não của mình đó, sự thức tỉnh nó được duy trì bởi một cái hệ thống dẫn truyền hay kêu bằng hệ thống lưới. Nếu như mà cái vùng hệ thống lưới nó tổn thương thì dẫn đến tình trạng là hôn mê. Tùy theo cái tổn thương nặng hay nhẹ mà có những cái mức độ hôn mê khác nhau. Lơ mơ, hôn mê dài, hôn mê trên liều hay là hôn mê dưới liều. Sau khi mà mình khai thác cả bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, khám lâm sàng rồi thì ở đây mình sẽ đi vào cái chẩn đoán phân biệt. Mình chưa có chẩn đoán về hình ảnh đâu mà mình phải chẩn đoán phân biệt trước để mình cho những cái xét nghiệm cần thiết. Chẳng hạn như ở đây, người ta vô với mình là người ta không tiếp xúc được. Mình có loại trừ được trường hợp hạ đường huyết không? Chưa không? Nha, không có phân biệt được hạ đường huyết thì lúc này mình sẽ cho kiểm tra bằng mũi đường. Nha. Cái cách đơn giản nhất là mình bấm đường huyết để mình kiểm tra có hạ đường huyết hay không để mình xử trí kịp thời. Tại vì hạ đường huyết mình không điều trị ngồi là ta sẽ hôn mê luôn. Ha. Cái thứ hai, phân biệt thứ hai là động kinh càng thì tốt, thì cũng mới hướng dẫn các em rồi. My friend có triệu chứng nửa người thì my friend thường thường nó sẽ kết hợp với đau đầu. À, đau đầu dữ dội nửa bên đầu trước. Trước khi mà liệt. Và những tổn thương chẳng hạn như là chấn thương thì cái này mình khám lâm sàng, mình khai thác bệnh sử thì có tiền căn chấn thương. Còn trường hợp phân biệt nữa là cái gì? Nghiện rượu hay là tâm thần. Cái này cũng qua khai thác về bệnh sử, tiền sử. Ha. Khai thác tiền sử mình đúc kết được là người nhà khai hoặc là chính bệnh nhân khai với mình tiền căn có nghiện rượu hay không. Nhưng mà những trường hợp mà yếu nửa người hay là rối loạn về tri giác do nghiện rượu thì người ta đến mình nhìn cái tổng trạng. Mình nhìn cái tổng trạng của những người nghiện rượu nó khác với một cái người mà không nghiện rượu. Ngay cả cái tay, khi mà mình kêu bệnh nhân giơ tay lên nó sẽ có những cái biểu hiện của nghiện rượu, chẳng hạn như là run. Người ta nói run giống là run của tiểu não. Run như vậy. Nó cầm cái gì vậy? Khi mà đưa người tới là nó không có đúng nhất. Và khi bệnh nhân đụng vào ngón tay của mình thì bệnh nhân sẽ không nghiện rượu. Và trường hợp phân biệt nữa đó là cái ngộ độc rượu hay là ngộ độc thuốc. Ngộ độc rượu hay ngộ độc thuốc thì mình cũng dựa vào lời khai thác bệnh sử từ thân nhân hay là người bệnh. Ngộ độc rượu thì bệnh nhân đến với mình thứ nhất là phải có mùi nha, uống rượu thì phải có mùi là mình khai thác được. Và chính từ những cái này mình sẽ cho ra đo nồng độ cồn là bao nhiêu, kiểm tra nồng độ cồn bao nhiêu. Thì khi mà mình định hướng thì mình sẽ đưa ra một cái parem cầu thương con để mình làm cái xét nghiệm cận lâm sàng để mình loại trừ phân biệt để mình có cái hướng mà điều trị bài bản hơn. Cái đặc điểm quan trọng mà mình cần nhớ đó là phân biệt giữa xuất huyết não và nhồi máu não. Ở đây còn ta còn gọi là chảy máu não hay là thiếu máu não, thiếu chứa máu não. Thì thời gian cái thời gian mà khởi phát á, yếu tố khởi phát bao giờ cũng là đột ngột đối với cả hai trường hợp nhồi máu não và thiếu máu não. Và diễn tiến thì chảy máu não hay là xuất huyết não bao giờ cũng rầm rộ hơn. Nó liên quan tới tình trạng mà những bệnh nhân huyết áp cao đột ngột khi mà vỡ mạch máu não một cái là bệnh nhân có thể là vô hôn mê liền. Ở ngoài thì có những trường hợp như thế này, bệnh nhân đang nằm ngủ hay là bệnh nhân đang làm cái gì mà có công việc vào ban đêm, công việc vào ban đêm đó mà huyết áp cao đột ngột, hoặc là người ta đang nằm ngủ cũng vậy, có tiền căn huyết áp nhưng mà điều trị không đúng hoặc là không điều trị thì đang ngủ mà những người thân nằm kế bên đó, nghe tiếng thở mạnh, nghe bệnh nhân thở rất là mạnh, sau đó là u ớ rồi là hôn mê, thì thường thường đó là những triệu chứng của xuất huyết não. Cẩn thận ha. À, còn trường hợp thứ hai, người ta cũng đột quỵ nhưng mà đột quỵ do tim thì không có những biểu hiện như thế như vậy. Do tim thì người ta chỉ mệt thôi nhưng mà người ta vẫn còn nói được. Còn khi vô mà đột quỵ xuất huyết thì nó dở mạch máu não rồi đó, vô từ từ nè, hôn mê luôn.
nên nó không có biểu hiện giống như là đột quỵ và tim mạch. Bệnh nhân thường, người nhà thường khai với mình là nghe người nhà than mệt xong sau đó là ngất đi luôn. Thì thường thường mình ít có nghĩ tới cái xuất huyết não, mình ít có nghĩ tới đột quỵ não, mà thường là mình sẽ nghĩ tới đột quỵ tim nhiều hơn. Đau đầu thì trong trường hợp mà do máu não thì nó sẽ hiếm khi đau đầu, nó chóng mặt nhiều hơn ha. Còn trong xuất huyết não thì thường thường nó sẽ đau đầu chiếm tới 80-90% trường hợp. Triệu chứng mà thường thường của cái xuất huyết não, nguyên nhân đầu tiên xuất huyết não vẫn là cái tăng huyết áp. Mà một khi mà tăng huyết áp thì tất cả các bệnh nhân thường có triệu chứng sẽ đau đầu rất là dữ dội khi mà vô trường hợp chảy máu não. Thành nôn ói, cả hai trường hợp ở đây thì rất là hiếm xảy ra. Rối loạn về ý thức, nôn mê thì xuất huyết não bao giờ nó cũng nặng hơn so với trường hợp nhồi máu não. Còn dấu mạch não ở đây, cái đặc tính lâm sàng là dấu màng não thì thường thường trong cái xuất huyết màng não, xuất huyết khoang dưới nhọn nó sẽ có dấu màng não, còn trường hợp mà xuất huyết ở trong nhu mô não thì nó sẽ không có dấu màng não. Rồi sau khi mình khảo sát lâm sàng, triệu chứng lâm sàng, khai thác bệnh sử xong, lúc này mình mới đưa vô cái xét nghiệm, những cái xét nghiệm cần thiết trong cả hai trường hợp xuất huyết não và nhồi máu não. Ở đây mình sẽ làm hai cái xét nghiệm chia ra từng nhóm, nhóm cấp cứu và nhóm trì hoãn. Nhưng mà nhìn chung mình sẽ làm những cái xét nghiệm chẳng hạn như là xét nghiệm đường huyết nè, để mình loại trừ nha. Đầu tiên mình sẽ rút máu, mình làm xét nghiệm đường huyết hoặc bấm máu tàn, mình bấm đường huyết tại giường. Rồi sau đó mình sẽ cho những xét nghiệm chẳng hạn như là xét nghiệm trong máu, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để có coi những bất thường về tế bào máu hay không, và xét nghiệm những cái men tim, vi lăng lipid hay xét nghiệm viêm nhiễm trùng gì đó, đó là mình xét nghiệm trì hoãn ha. Xét nghiệm khi bệnh nhân qua cái giờ cấp cứu cũng được, chứ không nhất thiết mình phải làm ngay cái giờ đó. Siêu âm tim hay là X quang phổi cũng không cần thiết ngay cái thời điểm mình cấp cứu, đó là những xét nghiệm mình làm sao. Nhưng mà đo điện tâm đồ là mình nên làm. Đo điện tâm đồ là mình nên làm để kiểm tra cái men tim, như cái chức năng của cái nhịp tim như thế nào. Cái đo Doppler động mạch cảnh, Doppler động mạch cảnh thì động mạch đốt sóng ngoài sọ hay là Doppler xuyên sọ, đó là những cái xét nghiệm cũng sau qua giai đoạn cấp cứu. Nếu mà bệnh nhân ổn định, huyết áp ổn định, mình sẽ tiến triển để mình làm mấy cái này. Chủ yếu là mình để giải quyết nguyên nhân có hẹp hay không, và cái Doppler xuyên sọ đó là mình để theo dõi điều trị. Cái chính của mình ở đây cần làm trong giai đoạn sau khi mà mình test cái đường huyết hay là đo điện tâm đồ rồi, là mình sẽ cho đi chụp CT để phân loại đó là xuất huyết não hay là nhồi máu não, để mình có cái cơ chế mình điều trị cho nó phù hợp. Thì CT scan mình cũng có hai trường hợp, CT scan có cảm quan và không cảm quan. Thường trong cái cấp cứu thì không ai làm cảm quan hết. Nhồi máu não nó ban đầu cảm quan, chỉ khi nào mình nghi ngờ u não hay gì đó mình đang mới làm cảm quan. Mà nếu mà đã làm cảm quan rồi thì phải chờ có kết quả xét nghiệm chức năng thận như thế nào ha, tại cũng có bơm thuốc. Cái nữa là mình nghi ngờ có cái u gì đó mình mới bắt đầu mình bơm cảm quan để mình chụp. Thì trong trường hợp cấp cứu thì mình sẽ chụp CT scan não không cảm quan nha. Có một số trường hợp thì CT scan não nó sẽ không thấy trong những giờ đầu, 24 giờ đầu có thể không thấy nếu mà cái ổ nhồi máu nhỏ, nhưng mà xuất huyết thì đã thấy rồi. Còn đối với trường hợp mà nhồi máu não thì không thấy thì mình phải cho chụp lại sau 24 giờ. Chụp lại sau 24 giờ ở đây, thứ nhất là mình xác định tổn thương như thế nào, cái thứ hai là xác định diễn tiến của bệnh như thế nào. Nếu đây là trường hợp mà u nhĩ, nghe có u nhĩ hoặc những cái bệnh lý tim mạch, cái ổ nhồi máu có thể tăng kích thước lên. Khi mà ổ nhồi máu lớn hơn, rộng hơn thì mình cân nhắc cái vấn đề điều trị khi mà sử dụng kháng thích tập tiểu cầu. Tại vì ổ nhồi máu lớn mà các em sử dụng kháng thích tập tiểu cầu vô nữa thì nó sẽ gây xuất huyết, chuyển dạng xuất huyết trong ổ nhồi máu. Nếu mà cơ sở mình có MRI, cơ sở mình có MRI thì mình sẽ cho chụp MRI. Còn chụp CT scan mạch máu, MRI mạch máu hoặc là DSA thì đó là những trường hợp mà mình cần khảo sát về cái mạch máu trong trường hợp mà xuất huyết khoang dưới nhọn,
hay là mình nghĩ xuất huyết này là do khứ phần. À, hiện nay là cơ sở mình thì chỉ có CT. À, riêng về cái phần mà khảo sát mạch máu ở đây ở đồng bằng sông Cửu Long của mình là có bệnh viện SAS ở Cần Thơ, đó là can thiệp về nội mạch, thì sẽ sử dụng về cái khảo sát mạch máu rất là thường xuyên. Mục đích của mình làm chẩn đoán hình ảnh ở đây là thứ nhất là xác định vị trí và cái khu vực nhồi máu, và qua đó thì mình xác định được cái vùng thiếu máu, có nguy cơ thiếu máu, cái vùng tranh tối tranh sáng. Thì cái này thì mình chụp trên MRI ha, cộng hưởng từ mạch máu, hoặc là những cái chụp diffusion á, mấy cái đó thì nó hơi sâu vô cái phần MRI, tại vì mình xác định cái dòng chảy thì ở vùng nào, cái vùng tranh tối tranh sáng nó sẽ chiếu trên cái đó luôn, để mình theo dõi trên màn hình, mình theo dõi luôn. Xác định vị trí tắc mạch máu cấp. Tắc mạch cấp ở đây xác định vị trí tắc mạch cấp là trong trường hợp mà mình chụp DSA á, mình mới xác định được cái đó nha. Chẳng hạn như nó có túi phình thì ở vùng sau của nó thiếu máu nuôi đột ngột, thì mình xử trí ngay cái túi phình đó để mình tái cứu máu vùng sau. Người ta phân biệt giữa là người ta cho mình thấy được cái vùng mà cái CT. Cái CT thông thường và cái CT mạch máu là CT không cảm quan thì xác định trường hợp xuất huyết cấp, không nhạy trong những giờ đầu khởi phát. Chính vì vậy mà mình phải chụp lại lần thứ hai để mình theo dõi nó coi cái ổ nhồi máu như thế nào. Thì cái quan trọng là đơn giản nhất, mình nhận biết được 5 dấu hiệu sớm của nhồi máu. 5 dấu hiệu sớm của nhồi máu não. Mấy em nhớ cái này là cái đơn giản nhất để mình nhìn một cái phim CT mà sau khi mà mình xác định bệnh nhân này là có đột quỵ hay không. Cái này là cái đơn giản nhất, dấu hiệu sớm đó. Biết được cái này là cũng tốt rồi. Nha, bên đây mình đang làm mặt. Thứ nhất là dấu tăng quang động mạch. Ha, tăng quang động mạch ở đây là dấu tăng quang động mạch ở giữa. Các em nhìn theo cái dấu cụ tơ đó. Ha, là nó có cái biểu hiện rất sai. Rất sai là có cái đây trên mặt mình này, thì nghe thấy này, nhưng mà lúc bác tin gửi bài thì nghe coi cái máy thì nó sẽ rất là rõ. Ở vùng đây này nó sẽ có một cái dấu chấm, ngay cái mũi tên này là cái mũi tên này, nó sẽ có một cái dấu chấm tròn và cái màu trắng, đó là cái dấu tăng quan của vùng mặt đầu tiên quá, nhưng mà nó không có chấm như bên này, nó là một cái đường nha, trong cái vùng não của mình, cái não thất của mình ta thể có não gì đó, nhưng mà là rất sai thì nó giống như một cái chấm thôi. Ngày gửi bài đi, mấy em sẽ thấy rõ hơn nha. Trên đây thì nó hơi bị nhòe rồi, mà còn cái này mình dễ thấy hơn nè. Cái hình ở phía trên cái mũi tên màu đen đó, ngay cái mũi tên màu đen nó có một cái dấu tròn trắng đó, nên đó là cái chúng ta đã sai cái dấu tăng quang của động mạch não giữa từ theo cái mặt cắt của cái CT mình. Ở đây nó có cái dấu tăng quang động mạch. Đây thì ta nói là hình ảnh tăng đậm độ của động mạch não giữa là cái biểu hiện sớm của cái nhồi máu não. Cái thứ hai là ở động mạch thân nằm là tận cùng là những cái dấu hiệu tăng quang của cái động mạch cảnh trong. Hình ảnh thứ hai nó là ảnh xóa mờ da cậu. Nhìn từ từ trước khi và bác sĩ sẽ nói, nó nhìn cho quen mắt cái đi rồi sẽ nói. Mấy em nhìn thấy hai bên nó có khác nhau không hay là giống nhau? Ở bên phía tay phải em dưới nhìn lên thì các em sẽ thấy rõ cái hình ảnh ở đâu là nhân đuôi ha, ở đâu là nhân cậu, ở đâu là vùng bao trong, ở đâu là vùng đồi thị ha, mình thấy rõ nha. Nhưng mà qua bên phía tay bên trái, vùng não bên phải, bên trái của mình như vậy, vùng đồi thị não bên phải nha. Cái này là bán cầu não bên phải, và bên đây là bán cầu não bên trái. Ở bên đây mình thấy hai cái bên nó không giống nhau. Bên trái, bên phải là các em nhìn bên trái, bên tay trái của các em là bán cầu não bên phải. Thì ở vùng bán cầu não bên phải của mình nó không còn phân chia giữa nhân đuôi, nhân đậu. Mình chỉ không còn thấy nhân đuôi, nhân đậu và bao trong nữa, mình chỉ còn thấy cái đầu tiện thôi nha. Nó mất đi mấy cái rãnh này, xóa mờ mấy cái rãnh ngay vùng đó.
và nó tạo thành cái một khối, chứ nó không còn riêng biệt là nhân đậu hay nhân đuôi gì hết trong đó ha. Cái này trên phim CT mình nhìn thấy rất là dễ, không có khó. Một khi mình đã nhìn cái hình ảnh này rồi thì mình sẽ nhớ trên hình ảnh CT ngay, nếu mà có trường hợp tương tự như vậy. Những biểu hiện, những cái hình ảnh đặc trưng của cái nhồi máu não sớm đó, cái này là tụi em đang học nha. Và dấu hiệu thứ ba đó là dấu quy văn thì đảo. Bình thường của mình, bên bán cầu não bên phải của mình á, là mình sẽ thấy một cái đường dẫn dở như thế này, ta kêu đó là cái dấu quy văn thì đảo. Nhưng mà qua tới bên hình ảnh bên đây thì mất tiêu hết rồi. Nè, không còn thấy nữa. Mất hết rồi ha, bên bán cầu não bên trái. Là ở phía các em nhìn lên là các em cũng nhìn phía bên tay bên phải á, nhìn tay bên phải của các em nên có hai cái dấu mũi tên đó là mất luôn, mà mất luôn cái đường mà hơi ngang giống như bên bán cầu não bên phải rồi. Cái hình ảnh đó cũng là hình ảnh sớm của nhồi máu não. Hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh xóa mờ khe xương dưới. Ở bán cầu não phía bên trái thì mình sẽ thấy cái dịch não tủy nó là màu đen nha. Cái hình ảnh dịch não tủy nó còn chứa, nó có cái khe đó, nó đang chứa cái dịch não tủy màu đen đó. Nhưng mà bên bán cầu não bên phải nó mất tiêu, nó do vùng não nó bị phù nề, nó mất luôn cái động đá để nó chứa những cái dịch não tủy bên trong. Và hình ảnh thứ năm đó là mờ rãnh vỡ não cũng như là giảm đậm độ. Trên cái hình, trên cái hai hình ảnh này, hình ảnh từ dưới nhìn lên thì cái não bên kia, cái mặt cắt ở phía bên tay bên phải của các em đó, thì bán cầu não bên phải của mình những cái rãnh vỏ não nó còn, nhưng mà phía bên trái, bán cầu não bên trái ở vùng vị trán, thái dương và trán, nó sẽ mất những cái nếp nhăn của vỏ não. Hình được không? Thấy được không? Đây, các bạn sẽ chỉ nha. Cái này là những cái nếp vỏ não nè nha. Cái nếp vỏ não, nhưng mà qua bên đây các em thấy không, đâu còn, mất luôn rồi nè nha. Không còn những cái nếp mà nếp xếp nữa của vỏ não nữa. Và cái vùng này bắt đầu nó xuất hiện giảm đậm độ. Bên đây mình có cái nhu mô não nó giống hệt nhau không? Cái đậm độ nó giống nhau nha. Nhưng mà qua bên đây cái nhu mô não nó bắt đầu nó khác rồi nè, nó có biểu hiện khác rồi. Ở đây thì mất cái rãnh vỏ não và bắt đầu cái vùng này là cái vùng giảm đậm độ. Đen hơn thì đó là hình ảnh gì? Nhồi máu não. Đen hơn là nhồi máu não, trắng hơn là xuất huyết. Thấy chưa, hôm qua có nhắm vào cái này rồi. Còn trong hình ảnh xuất huyết, những hình ảnh thường gặp của xuất huyết đó là ở đâu? Ở nhân đờm, đồi thị và cầu não. Xuất huyết thì hình ảnh gì? Trắng hơn nha, trắng hơn. Nói chung giữa cái xuất huyết và cái nhồi máu não á, xuất huyết ra sẽ dễ nhìn thấy hơn, tại vì nhìn vô là thấy nó nổi bật, nó trắng. Nhưng mà nhớ phân biệt với những cái nốt vôi hóa ha. Vôi hóa nó cũng trắng, nhưng mà để đi kỹ nha, vôi hóa thì hai bên cầu não nó phải đấu xứng. Vâng, phải đấu xứng. Nếu như mà mình thấy nó chỉ có một nốt vôi hóa ở những cái vị trí đặc biệt thì mình phải ở trên một lát cắt, thì mình phải tìm ở lát cắt thứ hai nó có xuất hiện đối bên chưa. Nếu mà xuất hiện cùng đối bên đó là của vôi hóa. Còn nếu như nó chỉ xuất hiện đơn độc mà rất là nhiều lát cắt thì mình phải cân đo nha, phải xem lại đó có phải là vôi hóa hay không, hay là những cái gì bất thường ở trong não của mình. Hình ảnh của đồi thị, xuất huyết về đồi thị. Này, hình ảnh này mình thấy được cái đồi thị nha. Đồi thị ở phía bên mà bán cầu não bên phải. Bán cầu não bên phải đó là mình thấy được cái hình ảnh đồi thị
Nhưng mà ở đây không phải là nặng xuất huyết nha, người ta cho mình thấy thôi chứ không phải trắng lên vậy là xuất huyết. Ý bác sĩ muốn nói là đồi thị trên cái CT nó sẽ nằm ở vị trí này. Nếu như mà các em thấy cái vùng này nó sẽ trắng hơn rất là nhiều so với cái nhu mô não thì đây là hình ảnh xuất huyết của đồi thị. Và thường những cái trường hợp xuất huyết của mình ở đây thường gặp, bệnh nhân đến với mình thường thường là xuất huyết ở vùng đồi thị nha, rồi cầu não và tiểu não, mà hay gặp nhất là vùng tiểu não cũng có luôn. Nhân nền, nhân nền là cái từ dùng chung của bèo sẵn, nhân đuôi và cầu nhạc. Đây, nhân đuôi, nhân đậu, bèo sẵn, thêm một vùng bèo sẵn bên phía ngoài nữa, người ta gọi là nhân nền, hạt nền. Thì thường xuất huyết não nó sẽ khu trú ở những vùng này nhiều hơn, đầu tị và hạt nền. Hiểu không? Nghe kịp không? Thì nó có nhanh quá không? Nó nhanh quá nghe kịp thì nó mới chậm chậm lại nha. Đã hết bài rồi. Và trên hình ảnh cộng hưởng từ cũng vậy luôn, nó cũng sẽ là hình ảnh của tăng quan ha. Nhờ nhu mô não đậm độ nó sẽ tăng mạnh hơn. Riêng về cái em trai cộng hưởng từ đó, mình khảo sát cái trường hợp mà nhồi máu não thì nó sẽ dễ thấy và nó cho hình ảnh rõ hơn trong cái CT scan. Và đặc biệt là trong những giờ đầu, nếu mà CT chưa thấy thì em trai não có thể mình thấy trước. Và ứng dụng mà để mình điều trị đó là trong những giờ đầu của đột quỵ mà cần can thiệp tiêu sợi huyết hoặc là can thiệp nội mạch trong 3 giờ đến 4 giờ rưỡi đầu. Nếu mà mình CT chưa thấy thì mình sẽ chuyển chụp em trai để mình thấy, để mình bơm tiêu sợi huyết. Như vậy thì trước một bệnh cảnh tai biến mạch máu não thì mình phải tiến hành thăm khám bệnh sử, tiền sử và các triệu chứng lâm sàng, và phải xác định được đây có phải là một trường hợp tai biến mạch máu não hay không. Nếu mà tai biến rồi thì mình phải khai thác thêm đó có xảy ra đột ngột hay không, có dấu hiệu bệnh mình không khu trú như thế nào. Nếu nó đột ngột thì các dấu hiệu lâm sàng của nó như vậy thì mình sẽ định hướng đó là xuất huyết não hay là nhồi máu não. Và nếu đã xem và định hướng nó xuất huyết não thì nhồi máu não rồi, bây giờ mình phải kiểm chứng lại coi nó là có phải thật sự là xuất huyết não nhồi máu não hay không. Mình sẽ cho làm các cận lâm sàng CT, và mình bên cạnh làm CT rồi mình phải làm cái gì, phải tìm nguyên nhân của nó, tìm nguyên nhân của nó dựa vào cái các cận lâm sàng, cận lâm sàng khác nha. Còn về phần điều trị thì điều trị ở đây cái này mình chỉ học chung của cái phần điều trị. Thứ nhất là điều trị ban đầu là tại khoa cấp cứu. Nếu bệnh nhân hôn mê thì mình phải xử trí hôn mê cho thở oxy, hay là cần làm những cái bước khác nữa, hay là xong dạ dày nếu bệnh nhân có sặc. Nếu hôn mê rồi bệnh nhân sẽ sặc, mình sẽ bơm thuốc bằng đường truyền nha, đường truyền tĩnh mạch hoặc là qua xong dạ dày nha, những cái cần thiết để mà mình sơ cứu bệnh nhân. Rồi trong vòng ở cấp cứu thì mình đánh giá, sau khi mà mình đánh giá đây là một trường hợp mà nhồi máu não cần phải xử trí tiêu sợi huyết thì mình sẽ tiến hành ngay tại cấp cứu luôn nha, xử trí ngay cấp cứu. Còn nếu không thì mình sẽ cho kiểm tra để điều trị tiếp theo. Và điều trị tiếp theo ở đây gồm có điều trị triệu chứng, điều trị nguyên nhân và điều trị những cái biến chứng. Điều trị triệu chứng chẳng hạn như là bệnh nhân sốt thì cho hạ sốt, nôn thì cho chống nôn, và kháng sinh chỉ sử dụng khi nào bệnh nhân có nhiễm trùng chứ không phải là thấy bệnh nhân đặt xong dạ dày, đặt xong tiểu rồi thấy gì sợ nhiễm trùng mà mình cho dùng kháng sinh thì nó không đúng nha. Và khi bệnh nhân có những triệu chứng chẳng hạn như là co giật thì mình phải xử trí chống co giật bằng những thuốc là chống động kinh nha. Nhưng mà khi mà bệnh nhân ngưng không có co giật nữa thì mình không sử dụng nha, chứ không phải là ta hết chống động hết động kinh rồi mà mình phải phòng ngừa, không có. Chỉ khi nào mà xuất huyết não có động kinh xảy ra nhiều cơn thì xuất hiện rồi mình phải xài dự phòng trong thời gian vài tháng ha. Còn điều trị nguyên nhân ở đây, nãy mình có những cái nhóm nguyên nhân thì mình nguyên nhóm nguyên nhân nào mình hướng vào đó thì mình sẽ xử trí. Chẳng hạn như bệnh nhân tăng huyết áp thì mình sẽ điều trị tăng huyết áp. Nếu bệnh nhân có rối loạn đông máu thì mình phải kết hợp điều trị rối loạn đông máu. Có sơ và có động mạch thì mình phải điều trị sơ của động mạch. Nhưng mà không phải theo cái tiêu chuẩn mới bây giờ trong cái phác đồ điều trị của tai biến mạch máu não
thì không chỉ bệnh nhân có tăng lipid máu hay là sơ mỡ đó là mình mới điều trị, mà nó phải là cái phác đồ điều trị luôn. Statin phải có trong phác đồ điều trị của nhồi máu não. Nếu mà do nguyên nhân từ tim, ở đây thì mình sẽ điều trị chống loạn nhịp. Còn trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý về van tim thì sau khi điều trị ổn mình mới xử trí ha, không có ai đè ra mà mổ van tim không có. Còn biến chứng ở đây là biến chứng gì? Biến chứng viêm phổi do trong thời gian điều trị của mình. Thứ nhất là cái cơ sở có ổn định hay không ha. Ở môi trường bệnh viện mà là nhiều nhiễm trùng quá thì cái khả năng bệnh nhân nhiễm trùng là nó có. Cái thứ hai là ở trong phòng, nếu mà nằm chung cái môi trường như vậy mà bệnh nhân có nhiều trong cái phòng mà chăm sóc bệnh nặng, nếu mà có nhiều bệnh nhân viêm phổi thì cái khả năng lây nó rất là cao. Và biến chứng thường gặp nữa là thay thế ha. Khi mà người ta đột quỵ rồi, người ta sẽ yếu liệt của người, nếu mình chăm sóc không kỹ thì nó sẽ lốt lên tỳ đèo ha. Và lết ở những cái vùng chẳng hạn như là vùng vùng hột hay là cái mỏ chậu hay là cái cột sống lưng gì đó, vùng hông. Nhất là khi mà nó lết rồi mình nó sinh khuẩn vô cùng rất là khó. Để người ta nằm mà mình xây bên đây thì mình cứ đè bên đây nó lại lết nữa. Chăm sóc rất là kỹ, chăm sóc sau giai đoạn bệnh thứ nhất khó nhất là chăm sóc về dinh dưỡng và chăm sóc về lết. Nếu mà người nhà kỹ thì bệnh nhân rất là mau hết, nhưng mà người nhà chỉ cần một kỹ hoặc là lười chăm cái là lét rộng, lét sâu tới cái xương cùng luôn. Cái này gặp rất là nhiều. Và khi mình nói là chăm sóc không kỹ không anh chị có, nếu mà chăm sóc kỹ thì đâu có như vậy. Về phòng ngừa tái phát ở đây cũng là phòng ngừa về những cái nguyên nhân của nó, phải điều trị những nguyên nhân của nó, điều trị huyết áp ổn, điều trị những cái hẹp, những cái mảng sơ của ổn thì cái khả năng tái phát và nó lại thấp. Điều trị tái phát ở đây thứ nhất là mình dùng những cái thuốc điều trị nguyên nhân, cái thứ hai nữa là dùng gì, dùng statin, dùng kháng tiểu cầu, để mình chống những cái bệnh máu đông. Nhưng mà không phải nghe vậy rồi về nhà nó ho cho người nhà uống thuốc kháng tiểu cầu để người ta biết, không phải nha. Không phải nghe nói vậy cái ho về nhà mua aspirin cho uống hay là mua lamivirin cho uống, không phải, không có đâu. Chỉ điều trị khi mình có triệu chứng về nguyên nhân, về cái nguy cơ chẳng hạn như là sơ vữa mạch máu hoặc là có hẹp động mạch cảnh đó. Nếu có mỡ máu cao thì mình điều trị mỡ máu được rồi, đâu cần uống chi aspirin trong đó, uống hết cái dạ dày nó tiêm luôn.